Là một ngày đẹp trời và Phong muốn mang đến cho các bạn một làn gió mới, một trải nghiệm mới. Đó là dòng máy router một đầu SM1325B1. Đây là dòng máy có thể khoan, phay, xẻ rãnh để làm các dạng như là pano cửa, các dạng vách ngăn, trang trí trong các phòng. Đây, dòng máy này thì thích hợp với các xưởng nhỏ hoặc là mới thành lập. Tiếp theo thì Phong sẽ giới thiệu đến các bạn về motor và các cơ cấu dẫn động bên trong máy. Đây, xin mời các bạn. Đầu tiên đây là motor điều khiển trục chính với công suất là 6 kW, số vòng quay tối đa của nó là 18.000 vòng trên phút. Và cơ cấu truyền động của trục này là bằng cơ cấu vít me thanh trượt cho độ chính xác cao. Ở đây thì nó có thể gia công được cắt, phay và xẻ rãnh để làm các dạng như là pano cửa, các và có thể gia công được các biên dạng phức tạp. Đây, các bạn thấy là ở đây nó có thể chạm khắc được các biên dạng phức tạp để làm các dạng đồ gỗ, nội thất trang trí. Về ở đây thì máy sử dụng là phần mềm là NC Studio trên nền Windows và ta có thể vận hành bằng điều khiển bằng chuột, bằng phím, thao tác rất là dễ dàng cho người vận hành. Mình sẽ giới thiệu bạn ở dưới đây. Ở đây là tủ điều khiển của máy. Đây là cục CPU. Ở dưới đây là biến tần của hãng Symphonic và các linh kiện điện khác. Mời các bạn đi theo Phong ở phía sau tủ điều khiển để thấy, để có thể nhìn thêm các linh kiện điện khác. Đây, ở đây đây là các bốn cụm driver để điều khiển các trục hành trình trên máy. Phía dưới đây là kẹt V8 của hãng Wellhome. Và bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vận hành máy. Đây, các bạn coi thấy, đây là sản phẩm sau khi được dòng máy router một đầu SM1325B1 gia công. Các bạn thấy là cái đường cắt của nó rất là tinh xảo, làm tăng thêm độ thẩm mỹ hơn cho sản phẩm. Ngoài ra, ở công ty Quốc Duy chúng tôi hiện tại cũng có cung cấp các dòng máy CNC 2 đầu, 4 đầu, các dòng máy nesting, cắt phôi vào và ra phôi tự động. Tất cả những dòng máy này hiện tại thì đang có sẵn tại kho Quốc Duy ở địa chỉ là 401 Tô Ngọc Vân, quận 12. Các bạn có thể mang sản phẩm của mình đến đây thì đội ngũ kỹ thuật chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn các bạn để cho ra sản phẩm tốt nhất. Hoặc các bạn có thể liên hệ ngay qua số hotline 0903 600 113 để được tư vấn và hỗ trợ những thắc mắc nhanh nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn các bạn ở video sau.